practice more to know our inner great power, part 3 of 5, on Between Master and Disciples, given in Olaxis on November 5th, 2017 in Shihu, Taiwan, also known as Formosa. Tình yêu sao rực lửa, tình yêu sao lạnh băng, tình yêu như địa ngục, tình yêu như thiên đàng. Dạ con chào sư phụ. Chào. Trước tiên con cảm ơn sư phụ đã chiếu cố cho con được đến đây, được ở đây với sư phụ 2 tuần qua và được thọ tâm ấn và được nói chuyện với sư phụ. Đó là mãn nguyện lớn nhất trong đời của con. Để con kể sư phụ nghe, trước khi mà qua thọ tâm ấn con bị rất là nhiều rắc rối. Trước khi mà đi ở tỉnh con, do tỉnh con có một mình con đi đợt này, cho nên là con phải đi qua bên tỉnh khác để đi với mọi người. Thì con do chuẩn bị rồi con rối quá, cái con không kịp giờ để đi. Cái xong rồi con một mình đi, cho trước khi đi con là chìa khóa 2 lần, xong con lại bị trễ xe ra sân bay. Anh tài xế chở con lộn qua sân bay của Việt Nam, con mới đi lần đầu ra đó mình, con cũng không biết nữa. Xong rồi con phải bắt xe từ ở bến sân bay Việt Nam qua bên quốc tế. Rồi sân bay quốc tế thì lại bị sai giấy tờ visa sư phụ. Trước tiên là sai tên, con đi sửa tên, xong con lại chờ tới lượt con, xong rồi lại sai số visa, rồi con chờ tiếp. Chỉ còn có 25 phút nữa là máy bay cất cánh mà còn có mình con ở đó. Con tưởng là con không được gặp sư phụ nữa. Con xin lỗi vì cách đây khoảng 10 năm chị con và mẹ con có theo sư phụ thọ pháp bạn trai á. Có nói con theo sư phụ mà do cái lòng tin của con không nhiều nên con không có theo, cho đến hôm nay con mới giác ngộ được á. Con mong sư phụ hãy tha thứ cho con và phù hộ cho con học giỏi. Cảm ơn sư phụ nhiều. Con chúc sư phụ luôn mạnh khỏe, xinh đẹp và có nhiều năng lượng để giúp chúng sanh thoát khỏi cảnh luân hồi. Con xin đa tạ sư phụ. Ráng tu thêm ha. Muộn còn hơn không nha cô. Hả? Muộn còn hơn không hả? Con xin kính sư phụ. Lời nói đầu tiên chúc sư phụ mạnh khỏe, đẹp đẽ. Dạ, dạ, dạ. Đệ tử có một vài cái thể nghiệm xin sư phụ gia ân. Cái thể nghiệm đầu tiên của đệ tử là sau khi đệ tử ngồi quán quan xong rồi ngồi quán âm thì đệ tử tự nhiên nghe một cái bùng, cái giống như là đệ tử từ ở bên đây mà một trái u bích mà bắn tọt ra bên kia một cái là tự nhiên thoát qua bên kia liền. Không biết là thể nghiệm đó như thế nào, xin sư phụ gia ân cho đệ tử. Thế nào? Dạ, lúc đó thì sợ hả? Dạ không, đệ tử không sợ. Thế thôi, con giống... ngồi đây đâu chết chóc gì đâu. Dạ, ok. Dạ, rồi cái thể nghiệm thứ hai nữa là sau khi đó thì bây giờ đệ tử đã qua bên đây gặp ngài. Và hôm ngày 22, đệ tử có một cái thể nghiệm giống như là đệ tử thấy đệ tử chỉ cho những cái quý vị đó bệnh nhưng mà có một cái loại thuốc mà không biết đệ tử có thể nói cho sư phụ nghe được hay không. Tại vì cái lá trầu và cái trái cao thôi mà chỉ cho những người mà bị nhức, mà chính đệ tử là người trị cho những cái quý vị đó. Mà không biết là cái thể nghiệm đó nó như thế nào, để xin ngài có thể gia ăn cho đệ tử có thể làm hay là không làm, xin dạ ok rồi. Đó là như vậy. Rồi lời cuối cùng của đệ tử là xin sám hối với ngài là ngày xưa đệ tử là đồng chí rồi sao, cho nên bây giờ đệ tử đã bỏ rồi. Tại sao bỏ? Hai con đường, chỉ chọn một con đường thôi. Một là theo sư phụ, hai nữa là bỏ. Tại sao bỏ? Ok, đệ tử không làm cái nhiệm vụ đó nữa. Và cho nên đệ tử rất là may mắn. Ngày hôm nay là ngày đệ tử sung sướng nhất khi gặp ngài. Cảm ơn đồng chí. Và ok. Toàn là đồng chí hết mà ai hại ai được đâu. Đồng chí hướng mà, đồng chí hướng. Con cảm ơn sư phụ, đội ơn sư phụ. Nếu đó. Con mà không gặp sư phụ thì chắc chắn là ngày nay con không còn ở lại đây. Con cũng xin đội ơn ngài.
Vì con xin kể một cái kỷ niệm của gia đình con là có ba người, nhưng mà thọ pháp là cùng một giờ. Mà đi tu hành thì lúc đó là con cũng bị đủ hết, nhưng mà con là quyết tâm theo sư phụ. Nhưng đến cái năm 2014 thì do hai vợ chồng con là bị tai nạn, mà nếu không gặp sư phụ thì 10 người là không có còn. Nhưng mà nhà sư phụ gia trì, cho nên hôm nay con được đến đây gặp sư phụ. Con hết sức thành kính đạo ơn Ngài, con đã biết Ngài là tất cả, và tất cả cũng là Ngài. Cho nên không có còn cái gì mà nói được nữa, con thành thật xin Ngài nhà sự gia ăn của Ngài mà hôm nay con được gặp Ngài. Hai vợ chồng con lúc đó đi về trong đêm, mà xe nó đứng hai người đi mà tụi luôn vô trong xe, luôn ở dưới bánh mà coi như không bị sao hết. Xe Honda là nát luôn, ai cũng nói không phép gì lại vậy, chứ còn không có thể nào mà còn được đâu. Nhưng mà rút cuộc lại là hai vợ chồng con cũng không có bị sao hết. Con bị trầy sơ sơ vậy rồi thôi. Mấy người bị một hai đi bệnh viện, con không chịu đi. Rồi mấy người không chịu đi. Mấy người một hay là đưa xe đi. Đi vô con cũng không có bị sao hết. Hai vợ chồng không sao hết. Mà xe Honda là nát cái đầu, nát đầu xe luôn. Mà như vậy là con thành kính cảm tạ đội ơn Ngài. Bữa nay mới thật sự là con mới gặp Ngài. Nhưng mà vừa rồi ông xã con đi cả 2 tháng mà cũng không gặp. Bữa nay ông ấy mơ ước là cho con, mẹ con mà đi mà gặp được là tôi mừng à. Đi thiền đến đây 2 tháng mà cũng không gặp, tháng 6 cũng không gặp, tháng 8 mà cũng không gặp luôn sư phụ. Con đi đợt này con là gặp sư phụ rồi, con quá mừng. Thì nhà con xin cảm tạ đội ơn Ngài. Cầu xin cho Ngài là an khang, sức khỏe dồi dào và trẻ đẹp mãi. Con cúi đầu xin cảm tạ đạo ơn Ngài. Câu này khỏi lặp lại hoài. Để cái máy thâu văn á, là cái mỗi lần Việt Nam đến là cái mở ra. Đồng chí nào mà đồng ý thì giơ hết tay lên là xong rồi, một lần nói một lần thôi. Cảm ơn bác nha, đường xa lặn lội qua đây thăm. Bác ok không, mình giỏi không? Ở đây cũng hơi bất tiện mà cũng được hả? 21 năm rồi mới gặp. Hả? Qua đây mập hả? Mập là tốt hay xấu? Vậy hả? Thì ăn tiếp đi, ăn tiếp. Hả? Ok, vậy thì tốt. Quý vị nào mà có tuổi nhiều á, đừng có ở lâu quá, sợ sinh bệnh nha. Lạnh á, lạnh lẽo không tốt ha. Người nào thấy khỏe mạnh thì ở, còn người nào không khỏe mạnh thì ở một lát thôi rồi đi về ha. Okay. Ở một thời gian thôi, một tuần hay là 10 ngày thôi. Ở lâu sợ chịu không nổi, tại chỗ này không có, chỗ này là cái đất, tới bây giờ mình không có xây cất gì được ha. Cái đất này không phải đất xây cất, không phải là đất xây cất nhà cửa. Chỉ là cái chỗ kêu bằng nông, nông địa thôi, chắc là chứ người làm vườn trồng cây cái thì trồng cây cải thì được, nhưng mà không có được xây các nhà cửa ha. Chứ không phải thấy gì tưởng tôi không có tiền nha. Hồi xưa hồi đó mới nhận công việc này thì có bao nhiêu người đi theo không có chờ ở sư phụ mới mua cái miếng đất này. Vậy lúc đó cũng chưa có làm gì hết á, không có tiền bạc nhiều á, chỉ là ở trong lều á, mà có miếng đất mà ở nên có chỗ cắm lều là tốt lắm rồi. Hồi xưa không có, thành ra rồi nhỏ nhỏ thôi, cái chỗ mà gần cái tiệm cà phê ngoài đó này nè, chút xíu vậy thôi. Sau này cái nhiều người đến á, chúng mua lần hay mướn lần ra. Lần lần cái hồi xưa bà ở đây nè, ở nhà chỗ đây, bày sau cái không trúc này nè. Sau nhiều người đến quá, tới hoài à, mình cản không có được, cũng như quý vị, ai cản quý vị nói. Đồng chí mà hồ hởi đâu ai cản. Hả? Tiến lên phải không? Ta tiến lên ha. Thành em ban đầu ở đó ha, sau ở lên cái vườn trúc ha. Ở cái sau ở lên vườn hồng hả? Rồi sau ở lên vườn xanh hả? Rồi sau ở tuốt đằng sau cái núi mà kêu bằng núi Thái Âm á.
Ông cũng bị đuổi nữa. Quý vị đuổi chứ ai đuổi đâu. Học trò đuổi, nhà mình đuổi. Nó chạy qua bên kia. Chạy tới chạy luôn. Chạy tút tút bên kia. Tại ở dưới này để cho quý vị tới chơi á, thông thả. Hồi xưa không có muốn cho ai qua hết á. Tự tính là mua miếng đất nhỏ nhỏ đừng cho những người ta lại tu hành á, một số 20-30 người thôi. Đang làm nhà á, làm cái nhà của mình chứ không phải làm nhà. Hồi đó ở đây không có ai hết á, chỉ có mấy con gà chạy tới chạy lui. Cốc cốc cốc. Sau này mấy con gà nó cũng đi rồi. Quy thiên rồi. Thì ở đây tới bây giờ á, muốn mua miếng đất khác cũng hơi khó. Mua đất rộng thì khó. Nhiều khi họ muốn bán cho mình xong họ thấy mình muốn mua cái họ bán cho người khác. Tại mấy người kia ở đằng sau lưng á, trả tiền nhiều hơn. Chừng mình muốn mua nó thôi, tôi không muốn bán, tôi bán người khác rồi. Thôi ráng chịu nha. Còn muốn mà nhà cửa to đi quên ba mấy cái ông thầy khác á, thiếu gì nhà. Nhà lớn, thấy không? Qua đó người ta lạy mình vô đó. À, còn ở đây vô lạy, lạy mới vô được. Lạy mấy ông gác cửa. Thôi được rồi, ráng chịu ha. Nhưng mà mùa đông lạnh đừng có ở lại nha, đừng có qua hành chi, đợi mùa hè, mùa xuân đó, ha, ấm áp. Quần áo đừng khỏi cái đêm nhiều, phải không? Mình mùng chiếu gối đừng có xách nhiều. Chứ bây giờ mùa đông đêm qua lạnh lắm ha, lạnh nhiều khi sợ chịu không nổi nha. Thôi hỏi gì nữa đâu. Dạ xin tới sư phụ. À, chào bác. Dạ con còn nhỏ tuổi. Nhỏ đâu. Dạ mấy lần con gặp sư phụ mà linh cảm ơn mà con không dám nói, lần này bậm gan lắm mới nói được. Cảm ơn mày gì phải bậm gan. Cảm ơn sư phụ nhiều lắm, tại vì ra con với bà xã với bà chị qua thọ vắng đây sư phụ đợt này luôn. Dạ. Đi làm sao? Con với bà xã là với bà chị qua đây thọ vắng đây. Rồi sao? Thì con cảm ơn sư phụ nhiều lắm. Không, con có câu hỏi thêm với sư phụ. Rồi rồi. Mà cũng hơi tò mò, sư phụ đừng la. Chưa biết đâu, nói rồi sư la sao. Tại sư phụ nói hệ thống Liên Thiên Hạ nó phá vỡ cái gì cháu lú đó sư phụ. Thì con nghĩ là mấy người sinh ra sau này sẽ nhớ là tiền kiếp. Thì trong đó có tiền kiếp xấu và tiền kiếp tốt đó sư phụ. Thì không biết là có được gia ăn là được được những cái xấu và được tốt không, hay là nhớ luôn cả cái xấu. Chưa chắc là nhớ được đâu. Tức là họ chỉ nhẹ nhàng hơn á, hiểu không? Chứ đời đời kiếp kiếp mà uống cái thuốc đó bị không trị hoài đó. Nhiều khi cái tập quán không có cải được á. Rồi trên cái đời này luân hồi á, đi tới đi lui, đi tới đi lui hoài, làm rất nhiều là tội ác cũng như nhiều phước báo ha. Cho nên những cái đó nhiều khi nó cũng không, nó làm chướng ngại cho mình. Không có nhớ được, không phải người nào cũng nhớ được tiền kiếp. Không nhớ được càng tốt. Nhiều khi nhớ kiếp trước mình bị chết một cách thảm khốc như thế nào thì rất là khủng hoảng cho cái tinh thần của mình á. Những người nào tức là cái mấy kiếp sau á thì cái sự mà bị độc á, bị trúng độc á, nó mới bớt nhiều hơn chứ không phải liền bây giờ đâu. Liền bây giờ tức là trong vòng mấy tháng sau thì cảm thấy thế giới nó hòa bình hơn, thì bây giờ đã thấy rồi, hòa bình lần lần là thấy không? Những cái nước mà hồi đó là đánh nhau đó thì lần lần đã trở lại gần như bình thường rồi. Những cái nước mà chiến tranh mà nhiều nhất á, Trung Đông những nước đó đó, bây giờ gần trở lại bình thường rồi, không? Tức là bị tàn phá rất nhiều nhưng mà sẽ trở lại bình thường, chứ không phải cái đánh nhau hoài chết hoài ha. Tàn phá hoài, không có ai làm ăn gì được, không có nuôi dưỡng con cái gì được hết. Như vậy tốt. Còn những người nào mà sau này đó thì không có bị khống chế nữa, tức là họ muốn đi tìm thầy học đạo thì không có bị cản trở nhiều ha. Những người nào tìm thầy học đạo thì rất là dễ dàng tu hành, không có bị chướng ngại nhiều. Và người nào họ không muốn đó thì họ vẫn cứ ở lại đây và tiếp tục cuộc sống của họ ha. Không phải người nào cũng là cái đẳng cấp rất là cao đâu, tức là không phải người nào cũng nhớ được những cái tiền kiếp của mình. Không nhớ được càng tốt, tiền kiếp nhiều khi không tốt. Ok, tiền kiếp tốt thì càng không tốt. Nhớ ngồi đây nhớ hồi xưa tôi làm ông vua ha. Tiền hô hậu ổn ha. Trăm ngàn vạn quân hô đâu có đó, bây giờ ngồi đây rửa lá cải cho bà xã.
Mấy đứa con học hành cũng không ra gì hết. Tiền bạc nhà cũng không có bao nhiêu. Tức quá đi, không biết giờ làm gì nữa. Tức vậy chịu sao nổi, phải không? Cho nên không nhớ được cũng tốt lắm. Dạ, câu hỏi nữa là vậy là công việc của sư phụ là phải sắp đặt lại cái hệ thống cõi sáng tạo này không? Phải sư phụ? Không, sắp đặt vậy tự nó nói chuyện mà sắp chi mất công. Dạ. Sắp chi mất công. Vậy con cảm ơn sư phụ. Có gì, tại vì đời sống mình là linh hồn mà. Cái thế giới này rất là tạm bợ thôi, ai cũng biết hết. Nhưng mà biết mà không có thực hành mới khổ như vậy. Biết là tạm bợ rồi mà vẫn đi đánh nhau như thường. Vẫn muốn chiếm nước này nước kia, muốn làm con ông cháu cha này kia, đủ thứ hết. Rồi khổ rồi cái than trời trách đất, trời ơi, đâu có trời ở đâu. Nếu mà có trời thì tôi muốn gì sẽ được đấy. Sao tôi cầu hoài không được gì hết. Còn mà làm đâu có giống như là trời muốn đâu, phải không? Trời đâu có muốn mình lặn lội ở đây mà chìm đắm trong cái thế giới này rồi. Ngày đêm cứ mờ mịt vì cái chuyện sanh nhai mà làm đủ thứ tội lỗi như vậy đâu, phải không? Cho nên rất nhiều người hiểu biết giáo lý nhưng mà không có thực hành. Có khi đồng tu mình có một số ít cũng như vậy đó, rồi than trời trách đất, không chịu tu hành. Sư phụ đưa cho cái thí dụ như năm vị thánh đó, năm vị mà thiên hoàng để bảo vệ cho mình, không chịu nhớ họ để mà niệm họ, để mà họ giúp đỡ cho mình. Tối ngày nghĩ chuyện gì đâu, niệm gì đâu, không niệm chuyện khác, không có niệm năm vị đó để mà bảo hộ, hiểu chưa? Hay. Nếu niệm năm vị đó mà lúc nào cũng niệm mà không có quên á, không có tai nạn gì xảy ra hết á, không có bệnh hoạn gì được hết á, hiểu chưa? Tại quên đi, tu hành ít quá, tu bên ngoài nhiều không tu bên trong, đúng không? Thành hơi khó khăn vậy thôi. Người tu hành còn vậy đó, được truyền tâm ấn rồi còn như vậy, huống chi mấy người ngoài kia, phải không? Rồi đời kiếp luân hồi u minh quen rồi, quen rồi. Mà không sao như vậy, nhưng mà họ không có bị đàn ép là tốt lắm rồi, hiểu chưa? Họ tự do. Lúc này tức là thí dụ họ làm sai đó, tự họ làm đó, không phải những cái người nào ở trên kia hay là cái dụ có cái quyền lực gì mà là hay là cái thần thông gì đó biến họ làm thành những người xấu mà họ không có biết họ làm cái gì đó, hiểu chưa? Như vậy là tốt lắm rồi, thấy không? Thấy bình minh, quên sanh tử, quên chính mình, tình quấn quýt trong.